Ho, 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 đừng lo, đã có Toshi ở đơn, một sản phẩm được nhập khẩu nguyên chai, nguyên kiện từ Ý. Thành phần: dịch chiết ngọn cúc bất tử, dịch chiết địa y, dịch chiết lá mã đề, dịch chiết cao ông, chiết xuất của lá cây cẩm quỳ, tinh dầu lá thông, tinh dầu cỏ xạ hương, tinh dầu lá khuynh diệp, Toshi ở đơn hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp trên. Hỗ trợ làm dịu họng, giảm triệu chứng ho, đau rát họng, ho có đờm, thẳng tiếng. Đối tượng sử dụng: người trưởng thành bị ho, ho có đờm, đau họng, người bị rát họng, khản tiếng. Cách dùng: mỗi lần 15ml, dùng cốc định liều kèm theo, ngày uống 2 hoặc 3 lần tùy thuộc tình trạng ho, đau rát họng. Lắc kỹ trước khi dùng, chú ý, thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm để xa tầm tay trẻ em dưới 3 tuổi, không dùng quá liều chỉ định. Thực phẩm chức năng không thay thế một chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh. Không chứa lactose, không chứa gluten. Sản phẩm có thể phân lớp đã kỹ trước khi dùng. Sản phẩm có chứa dịch tiết thảo dược nên có các bột dược liệu không hòa tan. Có thể lắng cặn nhưng không gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Điện thoại tư vấn miễn phí 18008070.